Vâng, chào cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh Blog Bóc Tiêu. Blog Bóc Tiêu đang ở phần 1 của cố nghệ sĩ Vũ Linh. Có một chú đến từ xa bức xúc về chuyện gia đình của cố nghệ sĩ Vũ Linh nhé. Anh đăng cái bài đó là từ kênh nào anh? Hay là báo điện tử, hay là VOV Mail, hay là VTC, hay là đài truyền hình, hay là YouTuber, hay là cái gì anh? Tại vì anh không có nhiều chỗ đó. Hỏi tao không biết điều trả lời. Hỏi gì là khó quá trời. Bà con này. Nói chung thì chú hỏi đơn giản thôi. Xài YouTube đi. Coi YouTube đi. Coi trên mạng á. Thì hôm qua chị Hùng Loan cũng lên mạng, chị Hùng Loan nói rồi trên cái clip của báo Dân Chí đó. Chú có coi cái khúc mà chị Hùng Loan sẽ phân chia tài sản cho cả nhà không? chưa khúc đó. Tại không gặp bán số ấy mà nó không có được. Cái này là chỉ mới hồi tối mới chị Hồng Loan mới lên mạng nói thôi. Dạ. Nó chia sẻ là sẽ bán cái miếng đất đó chia cho anh em. Chứ Vũ Linh thì lúc nào tôi cũng coi chăng á. Đây là chủ bức xúc. Để tiếp cận để mà có những lời chia sẻ. Thì anh em hiểu để mà có những câu hỏi cho chủ chính xác. Tại vì hồi đó tôi còn trẻ đó là tôi ăn tay ra rồi ai cũng nói tôi giống Vũ Linh hết trơn á. Đúng rồi. Ủa, chú là chú ca giống Vũ Linh không chú? Cởi cái con trang ra em coi thử coi giống không trời. Giống đen coi có giống Vũ Linh không? Tại vì giống y luôn. Cũng ăn tay cũng 70 á. Chú chạy đầu là chú mời nó chứ. Không, phải cởi luôn cái nấu ra coi cái giống Vũ Linh không? Nó chụp hình luôn chú. Trời ơi. Giống y Vũ Linh luôn. Dạ, Vũ Linh 2 ha. Dạ. Bây giờ chú có một ca khúc nào nữa giống cậu Năm đúng nữa rồi. Là giống thêm nữa chứ. Ca một bản. Người giống người ca mới giống chứ. Chú như thằng qua đây. Giống hoàn hảo luôn chú. Tại vì hồi đó tôi lúc còn trẻ thì ăn ra đây ra ai cũng nói Vũ Linh hết trơn á. Vâng. Dạ, người nào đi đâu ăn cũng nói Vũ Linh hết. Giống 98% đấy ạ. Dạ dạ. À. Không ơi. 98 thì không phải chứ tôi cũng 97, 96. Ôi giống cậu Năm là đẹp trai. Đúng rồi. Ủa mà sao chú có nét nghệ sĩ như vậy mà cơ duyên sao mà chú lại đi bán vé số đây chú? Tại vì cũng yêu cái nghề nghệ sĩ lắm. Hồi đó cái đoàn Hậu Giang đó là cái đoàn của bà Năm. Rồi cũng bấm có đi theo đoàn quá rồi mà ông già không có cho. Tiếc quá ha. Hồi trước á. Nói chung là cũng yêu mến lắm mà tại không có duyên với bên đó ha. Cái đoàn Hậu Giang đó là cái đoàn của bà Năm tôi. Bà có kêu tôi đi theo đoàn mà ông già đâu có cho đâu. Trời ơi, chú đẹp trai có mái tóc nghệ sĩ tâm hồn nghệ sĩ. Tôi có giọng ca cũng nghe cũng im im lắm. Vâng. Dạ. Chú có ca không? Chú có ca ca đoạn cho coi thử coi. Dạ, thứ nhất là mình tưởng nhớ có nghệ sĩ, thứ hai là mình cũng giống tại vì chú cũng giống Lương Sơn Bá chúc anh đài tình anh bắn chiếu rồi gì á. Qua cái bà kia bà bây giờ ông nào nhập bà hát bài Lương Sơn Bá chúc anh đài cái bà chạy luôn. Không hay là làm bộ. Dạ. Có nhập thiệt không sợ bà làm bộ. Trời bà khóc quá trời luôn em có biết đâu. Bà biết, bà biết quá, thật hay không mà thấy bà nói thấy làm vậy đó mà không biết có thật hay không thôi. Đừng xin bá chúc anh đài yêu nhau quá cắn nhau hoài á. Dạ. Chú ạ, thì chú vào còn nền nhang á. Để tôi ra thử một câu thôi để tôi uống nước đi. Tôi uống nước nha cả nhà. Gà vô nước đi, vô nước cho gà. Vô nước rồi uống được, hát được. Cạn luôn. Làm một miếng bia cho nó. Lương Sơn Bá. Ca một câu một à. Một câu một là thương em quá là từ sừng á. Thương em quá cắn em hoài ha. Rừng vào sừng rừng tay lá mới. Lá đỏ rơi đầy hũ lôi quấn đi. Giống con Năm không mọi người? Giữa lúc hành quấn dừng chân anh viết rồi gửi về em bên này xa xôi. Anh gửi về đây em ơi miền xa xôi. Tổ quốc đang bụi hành quân dừng chân nắng nốt con chim mừng sân đang hót chân cành. Hay quá chú ơi. Ở nơi đây đừng vào sưng rừng không có mai vàng. Chỉ có hoàng hôn rừng buông sương trắng và tiếng chim ngàn dột sáng vui bình minh.
thương em nhiều áo dài mong manh ruộng xóm đồng phía nắng táo tăng. Coi như rồi. Chú hai ghê đó chú. Còn khúc nào nữa không chú? Dạ. Còn một khúc nào nữa không? Còn một khúc nữa. Một khúc nữa. Một đoạn nữa. Đi chú. Vô nước đi chú. Chiếu này đối chẳng bán đâu. Lòng ta lấy hơi. Nhưng mà này uống trà đào hả? Hai em gục với đào. Chú có đoạn hồ quảng nào không? Hát hồ quảng cũng được. Dạ. Hồ quảng cũng được. Đi sân bá chú bên đài chú. Hồ quảng là tuyệt lắm á chú. Dạ. Lên sân bá khúc hay lên sân bá trên đài? Có cái bản nào để chú suy nghĩ vậy? Giờ chú muốn cà nữa. Nhiều người nói chú giống là cậu Năm. Dạ, cậu, giờ chú hát cũng hay nữa. Giống cậu Năm là... Giống Y. Dạ, thì mình phải giống thêm một chút nữa nó mới hay. Rồi, dạ. Hai lỗ tai chú giống Y, lỗ tai Vũ Linh, tay Phật. Vậy là ông này có bà con với Vũ Linh rồi. Không nói hồi lúc còn trẻ là đi ra đi ăn tay đi ai cũng nói tôi giống Vũ Linh chứ á. Mà chú có nói chuyện tiếp xúc với cậu Năm không? Chú có dòng họ Vũ Linh có à, lúc đoàn là ăn Vũ Linh là hát cái đoàn An Giang Cánh Hồng á. Yeah. Lúc đó là Vũ Linh còn hát với Ngọc Bán nè với Tài Linh đó. Yeah. Là cái đoàn An Giang Cánh Hồng á là tôi có lên tới sân khấu là có gặp Vũ Linh. Yeah. Cách đây cũng mấy chục rồi. Yeah. Mấy chục năm rồi chú. Dạ, yeah, tại vì Vũ Linh là lớn hơn tôi có 2 tuổi à. Yeah. Tôi lên 65 là tôi 63 đó. Ủa chú, mà chú có họ Võ không? Dạ. Chú có họ Võ không? Họ chú là họ chú gì? Họ Lê. Họ Lê. Họ Lê à? Họ Lê với họ Võ hồi xưa là hàng xóm á. Dạ dạ. Đúng rồi. Còn ông bà mình có họ Võ gì không? Họ Võ thì bên ngoại. Đúng rồi. Dạ. Vậy là bên ngoại bà con Vũ Linh á. Vũ Linh là họ Võ. Dạ. Họ Võ Văn Hoa. Ngon. Dạ, thôi mình coi tiếp một khúc nữa đi chú. tiếp bản này chú. Dạ. Một đoạn ca gì yêu cô gái Bạc Liêu chú biết không? Không có cái đó không có thuộc. Vậy chú thuộc cho chú thuộc khúc nào cái đoạn nào cải lương nào chú hát cải lương đó. Không thấy cái lỗ tai chú giống y chú Vũ Linh chứ bộ. Hai giá tài là có tướng lắm á. Dạ, chúng năm phù hộ cho chú. Có tướng phát tài lắm á, chú hiện tại gia đình khá giả không? Gia đình nó ngay cũng có làm ruộng, mà đều có 2 mét công mà giờ mặn nổi cho mướn. Mấy công vậy là mình cũng dư ăn dư để chú. Thì mình ăn thì mặn thêm, hôm qua hồi đó ăn mặn, giờ mặn nổi thì mình canh. Phần video clip của mình cũng đã dài, mong cô chú anh chị và các bạn hãy đăng ký và cho kênh một like để kênh có động lực làm video tiếp theo cho cô chú anh chị và các bạn cùng xem. Hân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của kênh Blog Móc Tiêu nhé.